Lumia 830 đang là smartphone được trang bị công nghệ cảm biến chấm rung quang học OIS mỏng nhất thế giới. Máy có thiết kế mỏng hơn khá nhiều so với những chiếc máy Lumia trước đây. Khung viền cao cấp được làm chắc chắn bằng chất liệu kim loại và hoàn thiện cũng rất mịn màng, đem lại cảm giác tốt và thoải mái cho người sử dụng. Màn hình của 830 là một mặt kính được làm cong ở cả bốn cạnh, và khi mà các bạn vuốt ra ở cả bốn cạnh của màn hình ở trên 830 sẽ đem lại cho cảm giác rất là tự nhiên và mượt mà, không bị cấn ở những cái cạnh. Ở khung viền ở trên Lumia 830 được làm bằng chất liệu kim loại và nó có màu nhôm sáng, nên vẫn phải có 4 điểm được làm bằng chất liệu nhựa để có thể giúp máy bắt sóng Wi-Fi, Bluetooth cũng như mạng di động được tốt hơn. Ngoài ra thì toàn bộ những cái phím cứng ở trên Lumia 830 vẫn được giữ nguyên tương tự như những chiếc Lumia khác. Chúng ta có phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn và phím camera chuyên dụng được đặt ở cạnh bên phải của máy. Ở phần trên chúng ta sẽ có cổng âm thanh 3.5mm được đặt chính giữa. Tất cả các cái cổng kết nối của Lumia 830 đều được đặt một cái vòng bằng nhựa. Mặt sau là cái điểm nhấn chính của Lumia 830 với cụm camera 10MP, công nghệ Field View và cảm biến chống rung quang học OIS. Và cái cụm camera này được thiết kế khá là lớn, nằm ở phía trên, gợi nhớ đến sản phẩm một thời đã làm khuynh đảo thế giới smartphone với cảm biến lên đến 41MP trên Lumia 1020. Tuy nhiên thì là một sản phẩm nằm ở phân khúc giá tầm trung. Camera đã được cắt giảm bớt chỉ còn 10.0MP và cùng với đó là đèn flash trợ sáng thông thường, không phải loại flash xenon như là trên Lumia 1020. Và mặt sau chúng ta sẽ vẫn có sự hiện diện của một cái mic giúp thu âm và một dải loa ngoài phía dưới. Khác với Lumia 930, mặc dù sở hữu khung viền bằng nhôm, nhưng 830 lại có điểm cải tiến hơn với mặt lưng có khả năng tháo rời, giúp các bạn có thể thay thế pin, thẻ nhớ cũng như là SIM. Đây chính là cái phần giúp cho Lumia 830 có thể sử dụng được với công nghệ sạc không dây của Nokia. Mặt lưng có khả năng tháo rời của Lumia 830, tuy nhiên thì sau khi mà các bạn đóng chặt tất cả những cái ngàm này vào với cả cái khung viền bằng nhôm thì nó lại rất là chắc chắn. Thậm chí nếu như Lumia 830 không có cái gờ ở cạnh dưới như thế này thì rất nhiều bạn sẽ nhầm đây là một thiết bị nguyên khối. Quay trở lại mặt trước với Lumia 830, có kích thước màn hình 5 inch với cụm những phím điều hướng của Windows Phone được đưa ra hoàn toàn phía bên ngoài và 3 phím cảm ứng được trang bị đèn nền dễ dàng sử dụng trong những cái điều kiện thiếu sáng. Trên Nokia Lumia 830 là một cái màn hình công nghệ IPS với mật độ điểm ảnh cũng như độ phân giải không thực sự cao giống như xu hướng năm nay của các smartphone, chỉ dừng lại ở độ phân giải HD và mật độ điểm ảnh không cao cho lắm. Tuy nhiên thì màn hình của Lumia 830 nó sẽ khắc phục được điểm yếu về mật độ điểm ảnh bằng cách tăng cường chất lượng hiển thị của màn hình. 830 có thể nói là có màn hình đẹp nhất so với các đối thủ cùng phân khúc giá hiện nay. Màn hình của nó đẹp và khó có thể nhận ra điểm ảnh với khoảng cách người dùng thông thường. Độ sáng cao cũng là một lợi thế của màn hình trên 830, kèm theo công nghệ Clear Black Display đến từ Nokia, giúp cho máy có thể hiển thị tốt ở trong những cái điều kiện có cường độ sáng mạnh. Dải màu mà màn hình này tái tạo lại gần như là tương đồng với những cái tấm nền IPS được trang bị trên những sản phẩm đến từ Apple, và nó sẽ cho ra màu sắc rất là chân thực và chính xác. Tuy nhiên thì màn hình của Lumia sẽ có phần ngả về tông màu lạnh một chút, nhưng mà không sao, Lumia vẫn trang bị cho các bạn một phần cài đặt ở trong phần display giúp các bạn có thể cân chỉnh lại màu sắc của màn hình cho phù hợp hơn. Màu đen lại được làm rất là xuất sắc, giúp cho những cái biểu tượng đầy màu sắc của Windows Phone cũng nổi bật hẳn lên trên màn hình 830. Nhìn vào thiết kế của 830 có thể thấy Nokia đã trang bị cho máy một cái thiết kế khá là cao cấp. Tuy nhiên thì phần cấu hình lại không được ấn tượng cho lắm. 830 chỉ có ở cấu hình có thể so sánh ngang được với những cái smartphone tầm trung mà thôi. Tức là con chip Snapdragon 400 xung nhịp 1.2GHz, 4 nhân và bộ nhớ RAM 1GB. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là với những cái sản phẩm Lumia thì nó chạy hệ điều hành Windows Phone. Và phiên bản Windows Phone mà 830 được cung cấp là phiên bản Windows Phone mới nhất, Windows Phone Lumia Denim. Với Lumia Denim thì có vẻ như Microsoft đã tối ưu hóa tốt hơn về phần cứng với cả phần mềm ở trên chiếc Lumia 830. Mọi thao tác vẫn xử lý rất mượt mà, thậm chí máy Lumia 830 còn cung cấp cho người dùng khả năng quay phim hỗ trợ đến độ phân giải 4K. Và trên đây là đánh giá chi tiết về thiết kế màn hình và hiệu năng của Nokia Lumia 830. Máy có một thiết kế cao cấp với khung viền được làm bằng nhôm chắc chắn và vẫn cung cấp khả năng tháo rời nắp lưng cơ động, thay thế pin, SIM và thẻ nhớ mọi lúc. Màn hình cũng là một điểm mạnh của Lumia 830, hiển thị màu sắc rất tốt và chân thực. Và để biết thêm chi tiết về những cải tiến đó là gì, các bạn hãy đón xem phần 2 của bài đánh giá Nokia Lumia 830 trên S Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.